với con rể của mẹ. Giữa thời buổi mọi người ăn sáng bằng wifi, ăn trưa bằng điện thoại, ăn tối bằng điện thoại thì mẹ vẫn muốn viết những dòng này cho con. Chắc con cảm thấy lạ lắm đúng không? Tối qua và những tối hôm trước mẹ chẳng nhớ nổi nữa, mẹ sang trọng nhà con chơi. Đúng lúc có bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, mọi người cùng xem và bình luận thì con đánh rét cái cô nhân vật chính là mọi sự dại dột đều phải trả rét. Rồi con nói bâng quơ việc phụ nữ bây giờ, không biết phấn đấu cho tương lai chỉ ỷ lại vào chồng. Chuyện sẽ vẫn chỉ dừng lại ở việc cảm xúc xem một bộ phim nhưng không, con liếc sang Trọng Hậu Phi con tức là con gái mẹ rồi nhếch mép cười. Ảnh Minh hỏi. Mẹ nhớ ngày hai đứa yêu nhau về thư chuyện với bố mẹ. Mẹ bảo mẹ tin tưởng con, giao con gái cho con thì con phải biết đáp lại lòng tin của mẹ. Vậy mà hai đứa để có bầu khi con mẹ thế hệ vừa ra trường chân ướt chân ráo đi làm. Các con bước chân vào hôn nhân khi vốn sống quá ít ỏi, điều khiếu nại gian nan, chồng thì vừa học vừa làm, phi tần nhập nhạnh bán từ bộ bát đĩa đến vài cái nem, từng chiếc bánh. Mẹ cũng mừng vì các con cùng nhau vượt khó để có ngày hôm nay. Đẻ con bông, nó được 18 tháng phi tần con đi làm được mấy ngày thì con nhỏ bé ốm lên ốm xuống. Con tóm tay nó nhỏ dạ nhẹ, ở nhà đi, mọi thứ để anh lo, sức khỏe của con là quan trọng. Mẹ lại cảm thấy hài lòng vì đã đặt niềm tin đúng chỗ. Con bông cứng cáp chút, phi tần con đi làm được nửa năm, công việc thuận lợi thì con thí nịnh nó, năm nay đẹp, để cho anh thằng cu. Vậy là con gái mẹ lại luẩn quẩn trong vòng quay bỉm sữa. Tiếc rằng chẳng ra được thằng cu như con mong muốn. Tình cảm con dành cho phi tần cũng thay đổi từ đó. Ảnh Minh hỏi. Những lần mắt nó thầm quần vì thiếu ngủ do con nhỏ dài cuối đêm, chồng đi tiếp khách triền miên, những lần người nó bầm tím mà quệt dội nước mắt nói với mẹ là con vô ý bị ngã, mẹ biết hết. Cả những câu khó nghe con dành cho phi tần bên nhà ngoại nó cũng ghim sâu vào tim mẹ. Nhưng con ơi, con có biết gì đâu mà thiếu nữ trở nên ngớ ngẩn dốt trong mắt Nam Nhi không? Ngày phi tần con mới ra trường, mở màn có công việc, nó đã phải từ bỏ tất cả để làm phi tần một kẻ vô danh tiểu tốt, quần quật kiếm tiền lúc mang thai để phụ chồng ăn học. Nó sẵn sàng cưới con trong khi xuất phát điểm của nó tốt hơn con. Tình ngớ đi cùng con vượt qua giai đoạn gian nan nhất không phải nó ngớ ngẩn đâu mà là nó yêu con đấy. Ngày nhỏ bé bông được 2 tuổi con đã muốn phi tần đẻ thêm, nó hỏi ý kiến mẹ, nó suy nghĩ nhiều lắm nhưng vì con gian lơn, năn nỉ nó, con nói rằng một thằng con trưởng lại có bệnh trong người như con để lâu biết đâu không còn cơ hội. Vậy là con gái mẹ lại một lần nữa bất chấp để chiều chồng. Những lần động thai, những giấc giả triền miên vật lộn với hai đứa con trong thời gian chồng đi tập huấn khiến nó như muốn vụt ngã. Vậy mà vẫn cơm dẻo canh ngọt, vẫn nụ cười cợt xoàn xỉnh trực để con yên tâm trở về. Phụ nữ nhạy cảm lắm con. Họ nhận ra cả, nhận thức được hết. Thế nên, đừng bảo họ ngớ ngẩn, có ngớ ngẩn cũng là vì yêu chồng mà thôi. Ngày đứa thứ hai được hình thành, vì biết đó là con gái nên con chẳng dồn dã với phi tần nữa. Con chỉ làm tròn nghĩa vụ, thậm chí thứ nghĩa vụ ấy cũng như vật bố thí. Mỗi lần có ai đề cập đến, con lại mỉa mai phi tần chỉ ở nhà ăn với đẻ còn không biết đẻ. Là thiếu nữ nghe chồng mình đai điếng như vậy đau lắm con nga. Con nhìn xem, sau 5 năm lấy con gái mẹ đã được những gì. Sinh con cho chồng, dân dấn cửa nhà nhưng nhận về chỉ là sự kinh bỉ và một thân xác gầy mòn cùng khuôn mặt tiều tụy luôn vòng mình nhập giai hạnh phúc. Ảnh Minh hỏi. Mẹ đã từng hỏi nó sao phải chịu đựng như vậy. Con biết không, phi tần con trả lời mẹ rằng, bất kể con là ai, ngôi sao hay người bình soàn xỉnh, khi trở về nhà, con chỉ là mẹ của con, phi tần của chồng con. Con hạnh phúc với điều ấy. Con Nga, William Golding đã từng nói rằng, bất kể Gamer thủ tặng gì cho thiếu nữ, Gamer thủ sẽ nhận được nhiều hơn thế. Bạn cho cô ấy tinh trùng, cô ấy cho Gamer thủ một đứa trẻ. Bạn cho cô ấy một ngôi nhà, cô ấy cho Gamer thủ một tổ ấm hạnh phúc. Bạn cho cô ấy một bó ngớ ni liệu, cô ấy cho Gamer thủ cả một bữa cơm thịnh soạn. Bạn cho cô ấy một nụ cười cợt, cô ấy sẽ cho Gamer thủ cả trái tim. Nhưng khổ nổi, con gái mẹ chưa đủ bản lĩnh để tặng lại cho con cả tấn rác thải vì những gì con mang đến cho nó. Và còn bao nhiêu người làm phi tần được gọi là ngớ ngẩn, cờ ngớ ngẩn giống con gái mẹ.
Không có thiếu nữ nào thực sự ngớ ngẩn trên đời này đâu con, chỉ vì họ quan tâm con quá nhiều và họ tự chọn cách ngớ ngẩn. Tất cả là vì tình yêu, vì sự hy sinh vô điều thiếu nại cho người nam nhi mà họ trao gửi cuộc đời. Thế nên, dù con đúng hay con sai, thiếu nữ đều biết rõ. Đừng làm tổn thương Phi Tần mình thêm nữa con. Vì làm con gái mẹ đau, con không chỉ mất đi một người Phi Tần tốt mà là cả một gia đình hạnh phúc không tài sản nào mua được. Nhớ nhé, sự ngớ ngẩn nào cũng có thời hạn.